và hãy chào đón bé Thiên Phước. Trời ơi. Đang nằm nghe dòng sông đứa trẻ, nghe một tin nồng ôn ở đêm báo giông. Đêm vui đang nằm nghe đường xa dấu ngờ, nghe thì thoáng qua ngột qua bể sông. Đêm vui nằm lên mây bay khói tà, nhìn ngọn đá lăng. Nghe con cá đào, nghe con mái chèo, chơi bông cây ngô đồng. Có con ngựa dần dần, có con ngựa dần dần, có con ngựa. Sao đường đi nhiều chung và đi ngựa, tí nào. Hey, cốp, 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 con ngựa, ngựa, ngựa. Ngàn năm thương dân, cho nước có bao bài ca tình yêu ngựa. Rồi thương nhau bên nhau mãi mãi. Trời ơi, máu lửa rồi. Chúc mừng Thiên Phước, con vừa mới sáng tác ra một loại nhạc rock mới, một loại nhạc rock bất chấp. Con hát bất chấp, con gảy đàn bất chấp, tông là bất chấp tông, lời bất chấp lời, nhạc bất chấp nhạc, cứ hát cho đã, bất chấp luôn. Đâu, sao hôm nay chú Ba Hưng của tôi chơi nhạc rock, ai là kẻ đã đầu độc? Dạ. Ai chỉ có hát bài này? Dạ, cô Thi với lại ba con. Ba con hả? Sao? Cái vị đội trưởng quyền lực của con nói gì không? Trời ơi, cái người đội trưởng bé bự của con là người hát rock dữ lắm á. À, con cũng hát rock dữ lắm mà. Ừ, đúng rồi. Con hát rock quá dữ. Con vừa sáng tác chú nói rồi, con mới sáng tác ra một bài rock mới, rock bất chấp, rock bền vững. Một thông nhạc một cô, đi tới. Đúng chú, không? Hả? Con đố chú bài đó bài gì? Trời ơi. Dĩ nhiên bài đó là bài nhạc rock rồi. Nhưng mà là bài gì? Rồi. Bài tên gì? Bài gì? Bài đó tên là Rốc ngựa ô thương nhớ. Con ngựa ô con sao? Con ngựa ô đi chạy vòng vòng. Lúc mà con ngựa ô dừng lại, cái con ngâm đánh đít nó, cái nó chạy nhanh liền. Bước bước bước. Con ngựa ô á, chú nghe nói là con ngựa ô là con ngựa nó có 7 màu đúng không? Nó có cái sừng nữa đúng không? Dạ con biết rồi. Nó đâu có cái sừng đâu. Chú nói là sao? Chứ nó có cái mũi bự lắm. Ừ. Nó màu gì? Nó màu nâu. Như nó có màu trắng. Vậy là ngựa bạch á. Ngựa cà phê sữa hả con? Đâu, đâu phải đâu. Chứ màu gì? Nó con ngựa màu đen luôn. Đó, ngựa màu đen là ngựa gì? Ngựa đen là ngựa gì? Con biết. Để về nhà đi con, về lại. Về nhà ba con về lại. Con ngựa màu đen là ngựa ô. Còn đố con câu hỏi cuối cùng nè.
Chứ có con cún á, con chó màu đen á, gọi là con chó gì? Ở nhà con cũng con có con chó có nó mà nó bị mất rồi. Ôi, chú này là chú biết thêm tài của con biết quánh trống nữa đó. Biết trống gì không? Dạ biết. Quánh trống lãng. Người ta hỏi con chó te con chó gì, con đánh trống đi hướng khác. Đó là con chó mực đó con. Chó mặc dù nó đen, con ngựa mà đen, con ngựa ô mà con chó đen kêu là con chó mực đó. Ủa, nó khó chú? Nó phức tạp vậy đó. Sao? Sao chú lấy cây đàn của con mà chưa có lời xin phép của con? Hôm nay trời đẹp hả con ha? Dạ. Chú cũng biết chơi trống nữa. Bây giờ nè, đến lời nhận xét từ phía ban giám khảo, con muốn nghe trước. Dạ, con muốn nghe con xin mời ông chú Thanh Bạch. Tại lúc nào ba con cũng dạy là chú Thanh Bạch hết. Mới tới cô Cẩm Ly xong rồi bắt đầu tới chú Johnny Trần. Dạy theo thứ tự luôn ha. Rồi, xin mời. Thiên Phước biết không, cái chương trình mình có thể chép vào đĩa DVD, có thể chép vào đĩa Blu-ray để giữ gìn 10 năm, 20 năm sau con bật lên con coi. Thì con mới thấy con lúc này con liều mạng đến mức nào. Chú ơi, chú, con thấy chú Ngô Kiến Ly ở trong ở trong cái sườn quay này nè. Ở trong TV á. À. Chú nói quá trời luôn. Quy ơi, 2-0. Hợp đồng độc quyền 100 năm. Mấy bữa con cũng dành show của chú vậy. Đúng rồi. Ủa, hồi nãy chú Thanh Bạch nói tới đâu rồi? Chú Thanh Bạch nói là thôi chú Thanh Bạch nói lại từ đầu với con mà. Nói chung Thiên Phước á, có cái phần ứng xử với mọi người rất là hồn nhiên, rất là đáng yêu. Cái phần trình diễn của con nó cũng đúng lứa tuổi của mình. Con mà gặp khán giả giống như cá gặp nước. Chú đảm bảo con lúc tập con diễn không thể được như thế này là một điều chắc chắn, đúng không? Hôm nay khán giả trong khán phòng đã làm một cái đối tác rất là quan trọng để tiết mục của con nó được bùng nổ như vậy. Con cảm ơn khán giả. Ngoan chưa. Tất cả những điều đó thì nó còn lại á là con hết sức là sáng tạo cùng với huấn luyện viên của mình, cùng với người dàn dựng. Con đàn khòm xuống, bật ngửa, nằm dài. Tất cả những điều đó là tại vì con chưa biết đàn, cho nên con làm rất thoải mái. Thì hôm nay con đã đạt được sự hồn nhiên và mang lại tất cả những gì trong khả năng của mình có thể cho mọi người. Con làm cái bài hát của mình nó được gây được dấu ấn, gọi là Róc Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô Thiên Phước. Chúc mừng con. Nè, bây giờ trở về vấn đề nè. Hồi nãy là chú, cô định nói nhưng mà chú Huy chú nói hết. Con hát là con bất chấp tất cả luôn á. Gọi là bất chấp tất cả luôn á. Tông là con muốn hát tông nào con hát. Muốn lên, con muốn xuống. Muốn đi tay, muốn đi Mỹ, muốn đi đâu cũng được trơn á. Con không cần biết rồi ha, là mà cô nghe cô còn thấy khó nữa. Cô sợ là con hát không được. Hát thoải mái, mà không. Nhưng mà về phong cách thì đúng là quá là máu lửa, phong cách này rất là phải khủng khiếp. Mà cô không biết, cô sẵn đây cô hỏi chú Huy, hồi đó giờ cô thấy đờn á là bằng răng nè, rồi bằng tay nè, rồi bằng chân nè, rồi đưa lên trời nè, rồi sau lưng nè, vậy kia, mà chưa bao giờ cô thấy một cái người nào mà đờn nằm hết trơn. Cô không biết chú Huy thấy bao giờ chưa? Con là người đầu tiên luôn á, mở cái trào lưu mới đờn nằm. Bây giờ là hình thức là con chuẩn, thanh nhạc là con bất chấp nhưng chuẩn luôn. Cô bây giờ là được chú. Hình thể hả? Con muốn cô Cẩm Ly hung con miếng. Con muốn cô Cẩm Ly hung con miếng. Cái này Cẩm Ly này đắt xô quá. Tại chú Bạch. Con bây giờ hả, cô Cẩm Ly hung con mà con hung là hai chú Thanh Bạch là chú John Huy Trần ha. Dạ kẹo. Kẹo hả? Mời con. Thấy chưa? Thấy người ta hát rắp tới nỗi quần áo nè, chịu nổi không? Đưa đây, bây giờ mình hôn má đi. Cái thương, cái
Đó, hai nụ hôn. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Trời ơi, ngọt quá. Trời ơi, lớn quá. Trời ơi, ơi. Hôn phát nào chất lượng phát đó. Âm thanh sống động như thiệt. Rồi, ông thần ngồi xuống. Thần ngồi xuống. Rồi, bây giờ là người cuối cùng là chú John Huy Trần. Mời chú. Không sao khó nói mà. Nói sự thật chứ đừng gì hai nụ hôn nha. Nói sự thật nha. Thì chú Huy thích cái sự cố gắng của con trong hôm nay. Đúng giống cô Ly nói là hôm nay con cháy hết sức, cháy hết mình. Và thực sự lúc con làm mấy cái động tác vũ đạo là nằm, đứng lên, chạy qua bên đây, chạy qua bên kia, giống con thực sự đang cháy luôn. Thì cái phần hát cũng là một cái phần hát rất là đặc biệt và thú vị, và chú Huy chưa bao giờ nghe một cái bài như vậy. Và đó là một cái điểm nhấn là chú Huy sẽ nhớ cái bài này. Thì đó là một cái tốt. Còn... Rồi, xin mời anh Tommy Trần. Cái vòng tài năng đặc biệt thì chú Huy muốn cái gì, mong muốn cái gì đặc biệt hơn một tí xíu nữa nhá. Nhưng mà chú Huy rất thích cái sự cố gắng của con trong hôm nay, rất lạ. Bây giờ tập trung nha, hướng ánh mắt về ba vị giám khảo xinh đẹp. Đầu tiên là số điểm từ chú John Huy Trần. Thôi con muốn ngâm chú Thanh Bạch nhất nè. Tại em phải xem số tự chứ. Hồi nãy là theo số tự. Thứ tự 50. Rồi, chú Thanh Bạch trước là 9 điểm. Chị Cẩm Ly là 9 điểm. Không biết chú không biết chú John Huy Trần là mấy luôn rồi đó. Biết rồi hả? Dạ biết rồi con. Bao nhiêu con? 8.5. Nhìn lên bảng và đây là số điểm tổng kết của con là 8.8 điểm. Rồi, xin mời nhạc sĩ, ca sĩ chạy vô với đội trưởng của mình. Trời ơi, nhảy một phát sập đùi rồi.